Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ thông tin đến các bạn 9 điểm mới về giấy phép lái xe từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì thông tư số 05 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung thông tư số 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải về nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến việc quản lý và sử dụng giấy phép lái xe bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Dưới đây là tổng hợp các điểm mới của thông tư số 05 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải về giấy phép lái xe. Điểm mới thứ nhất là giấy phép lái xe trên VNID được xem là giấy phép lái xe hợp lệ. Trước đây thông tư số 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải chỉ ghi nhận giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hợp lệ là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe, trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe. Theo quy định mới tại thông tư số 05 thì ngoài giấy phép lái xe bản cứng như quy định cũ thì thông tin giấy phép lái xe đã được xác thực trên VNID cũng được coi là giấy phép lái xe hợp lệ. Điểm mới thứ hai là việc thu hồi giấy phép lái xe nếu cho người khác mượn. Thông tư số 05 bổ sung nhiều trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe tại thông tư số 12 năm 2017. Đáng chú ý, nếu bị phát hiện cho người khác mượn giấy phép lái xe thì có thể bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép lái xe. Cụ thể các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm: người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, người lái xe tẩy xóa làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện, có sai sót trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký. Thông qua việc khám sức khỏe, cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy. Điểm mới thứ ba là quy định mới về việc xử lý giấy phép lái xe bị thu hồi. Đây là quy định hoàn toàn mới tại thông tư số 05 để hướng dẫn xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi. Cụ thể, giấy phép lái xe bị thu hồi trong các trường hợp: người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, người lái xe tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện, và trường hợp thông qua việc khám sức khỏe cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy, không có giá trị sử dụng. Về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe, phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe ban đầu. Giấy phép lái xe bị thu hồi do để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, sau 1 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông Vận tải để sát hạch lại. Giấy phép lái xe bị thu hồi do có sai sót trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký, thì giấy phép lái xe nếu còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng thì phải thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. Nếu mà giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên 3 tháng thì phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép lái xe. Điểm mới thứ tư là hướng dẫn mới về thời gian lái xe ban đêm. Học lái xe ban đêm là một trong những nội dung thực hành khi học lái xe ô tô. Tuy nhiên, trước đây chưa có hướng dẫn cụ thể về thời gian. Thông tư số 05 đã bổ sung quy định chỉ rõ thời gian học lái xe ban đêm được tính từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Điểm mới thứ năm là thi bằng B2, bằng C, bằng D, bằng E, bằng F được học lý thuyết online. Trước đây khoảng 2 điều 8 thông tư số 12 quy định người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng B2, hạng C, hạng D, hạng E
và giấy phép lái xe các hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo. Nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới. Theo quy định mới tại thông tư 05 thì người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe hạng B2, hạng C, hạng D, hạng E và các hạng F được lựa chọn một trong các hình thức sau đây đối với nội dung học lý thuyết: có thể học tập trung tại cơ sở đào tạo, tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn, hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Riêng đối với các môn phải học tập trung tại cơ sở đào tạo gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật lái xe. Đối với các nội dung học thực hành lái xe thì hoàn toàn học theo hình thức tập trung. Như vậy, theo quy định mới thì người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, hạng C, hạng D, hạng E và các hạng F có thể lựa chọn học online đối với một số nội dung lý thuyết. Điểm mới thứ 6 là thay đổi hồ sơ học lái xe. Không cần phải nộp bản sao căn cước công dân. Trước đây hồ sơ học lái xe cần phải có bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn. Đối với người Việt Nam, bản sao hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú của người nước ngoài. Theo quy định mới thì hồ sơ học lái xe đã được đơn giản hóa, người học không cần phải nộp các giấy tờ chứng minh nhân thân nữa. Cụ thể, thông tư số 05 sửa đổi bổ sung điều 9 thông tư số 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải như sau. Người học lái xe lần đầu lập một bộ hồ sơ để nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ bao gồm: thứ nhất là đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới tại phụ lục số 13 ban hành kèm theo thông tư số 05. Thứ hai là bản sao thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài. Thứ ba là giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Người học lái xe nâng hạng lập một bộ hồ sơ, nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo và chụp ảnh trực tiếp lưu giữ trong cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe. Hồ sơ bao gồm: thứ nhất là đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới tại phụ lục số 13 ban hành kèm theo thông tư số 05. Thứ hai là bản sao thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài. Thứ ba là giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Thứ tư là bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D, hạng E, và phải xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch. Và cuối cùng là bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu mới quy định tại phụ lục số 14 ban hành kèm theo thông tư số 05. Người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt, học lái xe mô tô A1, hạng A4, lập một bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Hồ sơ chỉ cần có giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Điểm mới thứ 7 là quy định mới về hạng giấy phép dùng cho xe cải tạo. Trước đây khoảng 13 điều 16 thông tư số 12 quy định giấy phép lái xe hạng D sử dụng cho người lái xe ô tô chở khách từ 10 đến 30 chỗ, hạng E sử dụng cho xe trên 30 chỗ. Trong đó số chỗ ngồi trên xe được tính theo số chỗ trên xe ô tô khách cùng kiểu loại hoặc xe ô tô có kích thước giới hạn tương đương, chỉ bố trí ghế ngồi. Tuy nhiên trên thực tế, có rất nhiều xe chở khách được cải tạo ít chỗ hơn thiết kế. Ví dụ xe 16 chỗ được cải tạo thành xe 9 chỗ. Đối với trường hợp này, thông tư số 05 đã có quy định sửa đổi bổ sung để tránh xảy ra các khúc mắc. Theo đó, xe cải tạo có số chỗ ít hơn xe cùng kiểu loại, kích thước giới hạn tương đương thì hạng giấy phép lái xe được tính theo xe cùng kiểu loại, kích thước giới hạn tương đương. Điểm mới thứ 8 là hồ sơ sát hạch lái xe không còn gửi đến Cục Đường bộ Việt Nam. Trước đây, hồ sơ dự sát hạch lái xe phải gửi trực tiếp đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải. Theo quy định mới thì hồ sơ sát hạch lái xe sẽ chỉ gửi đến Sở Giao thông Vận tải và có thể gửi qua đường bưu chính, văn bản điện tử. Cụ thể, đối với người sát hạch lái xe lần đầu thì cơ quan đào tạo lái xe lập một bộ hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức trực tiếp, bưu chính
văn bản điện tử, đồng thời truyền dữ liệu qua hệ thống thông tin giấy phép lái xe đến Sở Giao thông Vận tải. Đối với người dự sát hạch, nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, hạng C, hạng D, hạng E và các hạng F, thì cơ sở đào tạo lái xe lập một bộ hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức trực tiếp, bưu chính, văn bản điện tử đồng thời truyền dữ liệu qua hệ thống thông tin giấy phép lái xe đến Sở Giao thông Vận tải. Đối với người dự sát hạch lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng theo quy định, thì người lái xe lập một bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải. Đối với người dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe, thì người lái xe lập một bộ hồ sơ gửi trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải. Và điểm mới thứ 9 là ban hành quy trình sát hạch lái xe mới. Thông tư số 05 ban hành các phụ lục mới về quy trình sát hạch lái xe các hạng, cụ thể như sau. Phụ lục số 33 quy định quy trình sát hạch lái xe hạng A1 và A2. Phụ lục số 34 quy định quy trình sát hạch lái xe hạng A33 và A4. Phụ lục số 35 quy định quy trình sát hạch lái xe hạng B1, B2, hạng C, hạng D và hạng E. Phụ lục số 36 quy định quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD và FE. Và phụ lục số 37 quy định quy trình sát hạch lái xe hạng FC. Như vậy là mình vừa thông tin xong đến các bạn 9 điểm mới về giấy phép lái xe từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Nếu như mà bạn cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nếu như mà bạn có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác, thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với mình nhé.